Điện thoại kia gửi báo đâu rồi ta? Hello, xin chào mọi người. Là gì vậy? Sao? Thì sao đấy? Ghê. Wow. Lái xe rồi nhân vật chính. Mình tiếu vãi. Nhìn tiếu vãi chưa? Nhân vật chính. Ganta Vega. Wow, thành phố. Trái gì? What the fuck? Here's a hard fact of life, kid. You can't win them all. Cuộc sống rất khó, còn trẻ gì? Và một đại sự sinh tồn. Wow, đánh lộn nè chân, đá chân, đá chân. Mày, 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 mày. Ủa. Cái này chơi bóng gì nó mới đẹp. Gì vậy? What the hell? Dịch đi. À. Outline gì? Nói cái gì vậy? Phanh á. Thằng phanh lần nào? Thằng phanh lần này hả? Jackson, hãy nhìn anh ta đi. Mọi người sẽ không bao giờ ở trong cái gì. Ôi trời, what the hell, ghê quá trời. Ôi trời, ôi ông trùm giết người. Yeah. Mày. Mày, 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 mày. Rồi đánh kìa. Hết thèo. Mày, áo. Siêu, ái da, ái da, ái da. Ông chùm. Dắt xanh. Ngươi có hiểu những gì ta nói không? Gì? You down in the phone, nghĩa là gì? Ờ. Như là gì đấy? What the hell? Man. Come on. Gì? Ông chùm gượt. What the hell, mình làm gì ta? Cãi lại ông này á, đánh ăn. Ôi trời. Điện ai vậy ta? Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ai vậy? Quá tệ không? Vega. Anh ấy ổn gì? If I ever got into trouble, and I'm in trouble. Talk to me, sugar. What's the matter? Shit, Frank! You talk to me. Nó bắn kìa, nó bắn kìa. Ây da, ây da, ây da, ây da. He's following me on Fremont. He's gonna fucking kill me. Anh ấy sẽ giết luôn mất.
Dịch được nhiêu đó thôi. Chết mẹ rồi. Ây da, ây da, ây da. Chết mẹ rồi. Ây da. Chết tiệt. Au, a, a. Má chưa dưới chân nhân vật chính chết ngất rồi. What the hell kìa. Chạy ra, lẹ lên. Ây da, a. À, lẹ lên nó kìa. Oh. Wow. Dạ dạ. Dạ đụng rồi. Dạ. Dạ. Ai vậy? Ai lại cứu vậy? Dạ. Wow wow, gái đẹp lại cứu luôn nha. Yeah. Có phải anh gọi tôi không? Nhanh lên nè, đi cùng tôi. Trời ơi, học tiếng Anh quá đỉnh luôn, đọc đéo hiểu cái gì hết. Cái gì ta? So, I guess this is the part where I thank you and ask your name and stuff. No, this is the part where you take this gun and shoot at the assholes behind us while I drive. Oh, oh, bắn. Nó kêu mình bắn hả? Ok. Hello. Nice. My brothers and I used to shoot at dark rats back in Southie. Wow, đã vãi. Bắn nó đi. Ok, hello, ai nói nha. Ồ, bắn cảnh sát á. Oh, wow. Hay lắm. Wow. Đó là Kara hả? Tôi tên là Kara. À. Tôi mới chơi ông ơi. Chả hiểu gì cả. Wow, bắn bể xe luôn. Mày gượt theo. Mày gượt theo. Này thì gượt theo. Bum. Ôi chú thua. Hay. Tôi tấn một trận chiến và anh ấy knock out một thằng và cái gì ta. Bắn đi. Phải. Xe bốc khói rồi. Chết mẹ rồi. Cái gì đây. Trời ơi. Wow. Đánh ăn có một trận đấu thôi mà cho nguyên cái thành phố gượt luôn. What the hell. Tao chỉ đánh ăn một trận thôi mà làm gì căng thế. Nổ này. What the hell. Tôi đang chơi laptop hả? Ok. Chả hiểu gì cả. À. Wow. Ôi, được 7 kim cương. Ôi, bà già này like đây. Lên. Tôi có thể giúp gì bà. Been hitting the sauce tonight, ma'am? No, sir, officer. I've been hitting the sauce all day long. Are my eyes fooling me, or am I looking at Vera Montello? Who? Wife of the late Johnny Montello. Before your time, scum of the earth. This guy used to. Bà này bà ai vậy? Nhìn coi. As much as I'm enjoying this walk down memory lane. Về nhà. Okay, come on, grandma. Chạy hướng nhá. Và các bạn mày dám. Già mà găng vãi mày. Bà già này hút cằn vãi. Nếu Johnny một ghê vãi. Già mà ghê vãi. Ôi trời ơi. Đừng có bao giờ mà vì gà cái nóc. You found the tequila, didn't you? You thought I would look behind the washing machine. Hey, I'm impressed you know that we have a washing machine. Đọc chả hiểu gì cả. Can we chat domestic troubles later? We need to get out of here. Thích bỏ lên vợ. My thoughts exactly.
You the kid? Yeah, Jason. You drive. Drive what? The truck. Gì đây? Gì đây? Skill á? What the hell? Wow. Ủa lái xe à? Lái đầu đây. Shouldn't we go to the police? Frank's trying to kill me. The cops are on Frank's payroll, just like the rest of this town. Ủa cảnh sát rượt luôn. Vãi cướp. Đánh ăn có một trận chiến rồi cảnh sát rượt luôn. Ủa đang làm nhiệm vụ hả? Tôi chả hiểu gì hết trơn ta. Ông chùm, ông kêu. À dạ, ôi giời, ôi giời. Ủa nó nói cái gì vậy? Ôi 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 ôi. Ôi 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 ôi. Ôi trời ơi. Ôi. Dạ dạ dạ. Yeah, bà này bà kêu mình đi đâu đó. Congratulations, kid. You're a rising star on Vegas's most wanted list. Karen, gun. Catch. Kìa gà, bắn đi. Phải. Chả hiểu gì cả. Ôi. Wow. Gì ghê vậy. Ui giời, ui giời, ui giời ơi, đúng rồi, ui giời. Hết xăng nữa. Thiệt là vui. Cà gà đối với Jason là cái gì đó. Thời gian rất là gấp. Gặp phân nữa. Chả hiểu gì cả với ta. Giờ bây giờ làm gì đây? À thằng này nó hoàn thành nhiệm vụ này. Rồi giờ đâu giờ? Đâu giờ ta? Sounds good. Hey, I'm here. What should I get? À, nó kêu mình mua đồ à. Mua giáp. Phải mua giáp, mua súng. Oh. Mua xe luôn. Phải. Đâu ta? Nhận nhiệm vụ nè. Bây giờ ông có thể sống bình thường rồi. À. Giờ mình làm nhiệm vụ thôi. Cô Montello, nó phải nói đâu? Ai? À yeah, à. Okay. I can protect you, kid, but you're gonna have to work to earn that protection. Them's the rules. One of my earners named E-Man might be able to use you. E-Man. Kiếm cái thằng. Ông đi làm nhiệm vụ. Ô, em gái. Chào em. Ô, chào. phải. Lột đồ ra, giơ tay lên. Phải vào quán qua chưa gái hả? Giờ mình đi đâu giờ ta? À đi lại cái dòng này làm nhiệm vụ đi. Iman, gặp thằng Iman. Iman à, tôi đang ở đâu đây? Mày là Iman?
xứng thảm chắc vậy. Tôi nghĩ vậy. Được rồi, Vega tìm ngươi. Phải cả đá cả. Thằng này nào ta? So you got jacked by a couple of skateboarders. Got it. Except you don't got it. They got it. They took the secret formula. The one and only scroll. If other alchemists make the potion, no need for the Yepris, you see? Ah, so they took like your formula for whatever it is. Thằng nhân vật tên Jack Sun. À, mình biết các bạn ơi. Nó tên Jack Sun mà. Come on. À, nó kêu thằng này, nó kêu mình chạy theo nó hả? Ê, đứng lại mày. Đâu rồi? Đứng lại mày, chạy nhanh về. Đây là nhóm Dragon. Come on, you little punk. Hand over the formula or drugs or whatever. Or my fists are gonna get creative with your face. Đặt sắp mặt lọ. Oh shit. They didn't teach subtlety in big muscular man school, did they? Follow and take notes. The formula's getting away with the kid. Ngược theo, ngược theo, ngược theo. My mind is imploding and the world is on fire. Phải Iman. Kìa, tao đang ngược nè. Nó chạy nhanh quá. Mày ổn không? Phải, có thể cho tôi ăn một cái bánh sandwich không? Ai đù, nó nhảy lên nó luôn kìa. Phải. Thì sao lên? Wow. Ồ, game đã vậy. Được theo nó. Nhảy lên. Lên. Được đấy. Đứng lại coi thằng chó. Đứng lại. Tao chỉ hỏi chuyện thôi mà, đứng lại đi. Phải. Sao mẹ chạy vậy thôi. Đứng lại coi, tao nói chuyện với mày chút xíu thôi mà. Đâu rồi mày đánh nó. Hay lắm. Phải, nãy giờ đại ca đi, thằng bảo vệ nó cắn mình là sao? Frank, those two are on speaking terms again. Did know hell had frozen over. Ừ, đúng rồi. The Empress and the Queen at each other's throats before the fall of Rome, and now in the twilight. I have a hard time picturing them sorting something out. Hang on, are you saying Vera lied to me? That she can't help me with Frank? I don't know your story, Muscle, but I do know that you wouldn't go running to St. Peter if you were looking to work something out with the devil. And now, I bid you good morrow. Là sao? You have not news. Là sao? Không hiểu gì hết. Xong nhiệm vụ đó hả? Lập băng kháng chiến hết hai khu của mình. Speaking of illegal underground street races. When were you talking about illegal underground street races? Hello and that's China nha. Chúng ta cần phải gì đó. Sao quýt lộn nào? Rồi chúng ta phải làm gì đây? Ồ, quá trời nhiều nhiệm vụ luôn rồi. Quá cái quảng cáo nữa chứ. Hỏi đi bạn ơi. Giờ phải làm cái gì đây ta? Ồ, chapter 1 này.
Không bạn ơi. Đã tìm được thằng Iman chưa? So how are you gonna help me smooth things over with your mortal enemy? There's not a problem in the world that money can't buy. Or, no, that's not right. You know what I mean. Money fixes everything. Tiền sẽ giải quyết tất cả. I'm gonna help you out as a favor to your cousin. He was a loyal earner back in the day. Only thing is, a while back, I made the mistake of putting Karen in charge of my finances. Brats got me on a tight leash. Which is exactly why I called in a favor from an old acquaintance who just dropped off a briefcase full of green at an agreed upon location. You go for me, pick up the money, then I can bring a little. Bà này kêu mình làm gì ta? Chứ bà này máu mặt lắm mà đấu với ông kia quá. Ok. Giờ kêu mình làm gì ta? Phải hai thanh niên. Ồ đây rồi. Hey. 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 Đẹp đấy em. Hey. Thôi đi làm nhiệm vụ. Go to sub Lockson. Thật. Thành phố nhìn đã vậy. Bà kia kêu mình chạy lại đây làm gì vậy? Vega, tôi đã nhìn thấy rồi. Cái gì? Con mẹ nó làm gì đây? Ôi trời trời, ôi mày lại đây. Tụi mày lại đây. Mày. Ây da, mày. Hay lắm. Chết đi. Okay. Nữa hả? Trời ơi. Chết nó. Wow. Ok xong. À lấy tiền hả? Okay, got the package. Ok. Ok lấy được cái gì đây? Này sao đây? There should be a key right under it. Yep. Oh. Mở hòm. Được chiếc xe. Phải. Vega, tụi nó rồi. Nói chưa từng Phan. Thằng Phan là thằng nào nữa? Ok, lẹ đi. Đánh chùm nè. Ủa gì là hoàn thành rồi đó hả? What the hell? What? Yeah. How you holding up, kid? Jason? Jason? Come meet me. Này lấy gì trời? Giờ đi đâu đây? Ồ, nhiệm vụ quá trời nữa. Mày cực. Ồ, này cái gì vậy? Ồ, được 500 vàng. Giờ đâu giờ ta? Cảnh sát kìa. Ồ đây này.
kêu làm nhiệm vụ đi. Lại là thằng Iman tiếp. So this race you mentioned, when's it happening? Hop in, I'll tell you. Drive to this location. We have to meet Racer Girl. Who's Racer Girl? She's Racer Girl. Phải cái mấy cha Trung Quốc. Okay. So, Muscle, what made you Nothing. Holston went down too easy. Hell, I wouldn't be surprised if someone paid him to take a dive. Wow, ow. So, why stick around if Frank is out for your head? Why not just leave Vegas? Má thằng này cái gì nó cũng biết hết trơn á trời. You don't run from a guy like Frank. Go to Bermuda, there's a cabana boy packing a submachine gun with your name on it. And besides, fuck him. Now you're talking. F him in the A. Giờ chạy đâu giờ ta? Wow. Trời đi đâu vậy trời? Ôi trời. Trời ơi nó bên đây thôi mà chạy cả đó đó. Đây rồi. Nhiệm vụ của Iman. Gaston girl. A new batch will be ready tomorrow, my sweet. That's what I like to hear. Vào nhỏ này nhìn bắt đầu. Racer girl. Jason, a new driver. Sweet. Hope you can keep up. You driving too, E? No, just along for the ride. Then hop in. Show's about to start. Vãi cái đuôi xe. Hai vãi. Okay, I guess. You are known for being this like hardcore party maniac. Three, give us a two, one, go. Southeast Asia 91. I met a guy who was gonna school me some blood. Faster! He must have slipped me something else. Cause next thing I know, I woke up in a bedroom surrounded by these ra trường rồi bạn ơi. Japanese businessmen. Thought I was a girl on account of the old glam thing. That all they didn't care. Mình đã ra trường rồi. Nó nói cái gì chứ? My dating life hasn't been the same since losing my manhood to super syphilis. But yeah. Trời nãy giờ chả hiểu cái gì cả. Chả hiểu tại sao lại bị. Ôi trời. Mình học lớp 14, 15 rồi bạn ơi. Chả hiểu gì cả, tại sao lại đua này. Đua hai vòng á. Wow. Phải. Má mày biết. Dạ em 23 tuổi anh ơi. Chơi nãy giờ chả hiểu tại sao là ông chùm. Nice.
Kệ. Ù gái không? I can handle anything you throw at me. There's always a có tin chó nữa kìa. You find yourself strapped for cash, hit one up. Thôi nhìn cái mặt kìa. I might do that. See you around. Tôi là kia đấy, khỏe chứ. Từ. Ok. Hey, this E-Man guy said that, Karen. Giờ mình đâu vậy ta? À, giúp con Kaga không được chết. No tip. Go-to is out of town. Yeah, it's good to see you too. Come on, we're going to Dunnerlin. What's in Dunnerlin? A good old-fashioned arms deal. Just need to grab a little something-something to help protect what little Vera has left. Nãy giờ mình chơi game này mình chả hiểu cái gì cả. Giờ đâu? À, mấy con này. So, what's your deal? My deal? Yeah, like, what's your story? Once upon a time, there was a girl who didn't really feel like playing the getting-to-know-you game. That's my story. Chở gái đi dạo đi chơi. Kiếm hotel mới được. We didn't shoot a rat. We ran with like a crew, I guess. But I got out. Stuck to fighting instead. Good to know. Good to know. Sao hết nói chuyện rồi? Giờ sao ta? Chả nhỏ này đi đâu trời? Ở đây rồi. Dừng lại ở đây. Ok. Luis. Today? Sorry, Kara. Chả hiểu gì cả. Seriously? Nhỏ này dẫn đi bắn lộn nữa. Yeah. Gì đâu? Jason, grab cover. Ôi. Mày phải cái băng lộn. Hay lắm. Vậy đâu có cây súng đã quá ta. Mày chạy ra cho mình bắn luôn á trời. Yeah. Có chuyện gì xảy ra vậy? Fun. Fuckers getting aggro on us all of a sudden. Because of me? Probably. At least Luis left the guns. Gonna take these to a safe house. Then I need to meet with Vera, figure out a plan. Hope I'm not gonna regret pulling you out of that car, Jason. Vãi nó giặt. Nó dẫn mình bắn xong rồi cái nó bỏ mình ở đây. Có thằng điện thoại nữa. Chả hiểu gì cả. Sounds good. My cornucopia of plenty. I got the hard to find shit, you know what I'm saying?
This ain't Bob Mart, but don't be staring all day, Holmes. Far out, man. Let me show you what I got. Yay. Phải cái hello. Ồ, được cái súng. Được đấy. Mới chơi à? Gì đâu vậy ta? Bowling up the foul. Rồi bà này tiếp, tôi chơi lâu rồi. Lại chả bả đi chơi tiếp. Sao còn chả? So we all got a Frank problem. Maybe we should skip the talking and get to the part where we take action. Action? No, no. No, no. We'll hash out some things. I'm gonna vouch for you. And then things will go back to normal. And what's normal? You stay out of his way until he's tired of... Đã vậy. Mới chơi à bạn ơi. Until he takes control of this entire city and leaves you with nothing? Is that the Vegas you want? Frank tried to ruin the one good thing I had going for me, my fighting. Thought he could walk right in and just tick. I've known guys like Frank my whole life. Back in Boston, there was a jerk-off just like him who thought loyalty was a one-way street. Sure, he'll play nice while it's in his interest, but the next thing you know, your brother's dead. And you're buying a one-way ticket to Las Vegas just to keep your fingers. I'm done taking shit from the Franks of the world. It's time for Frank Valiano to start playing by our rules. Easier said than done, kid. Frank's got friends, like Winston Goodman. And that's where we start. Record-breaking tap. Hit on down to my own. Chả bà này đâu trời. Ồ, có tháp fan. Đã phải. Ủa, chơi chung nhau được nữa hả? Dạ. Phá bành. Dạ đâu vậy ta? Phá cả được. Hình như Bảo nghe tiếng Bảo ở đâu đó quanh đây hết trơn. Ôi 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 ôi. Ông nào vậy trời? Làm gì vậy ta? À, mới chơi không biết bạn ơi. Trời. Phá vỡ mấy cái tấm bảng của ông này. Ông này chắc ông thị trưởng quá. Vậy chứ anh? Không bạn ơi. Phải cái nhiệm vụ. Phải cái nhiệm vụ chở bơm. Đâu đây ta?
Chỗ nào ta? Trời ơi, coi nó 400 mấy viên, ghê vậy. Chừng nào bạn quen game này á, mình với bạn chơi chung ok. Ông này ông chùm cuối quá. Giờ sao ta? Là cái lúp của bả hả? Gì đó? Gì vậy? Có đói bụng gì đó? Mình sẽ cho bạn xe nhanh nhất trong GTA 4 cho bạn tèo. Nội dung của GTA 4 này là sao vậy ta? Thằng này nói sao? Phá hủy mấy cái bản thông báo của Wilson Godman. Ok. Lại điện thoại tiếp. Ok, chào Nhân Nguyễn nha. Like, share, subscribe đi. Này cốt chuyện sao anh em? Chả hiểu gì cả. Tại sao mày đẹp trai hơn tao? Con mẹ mày. Mua cái gì vậy? Mua căn hộ phải cất. Good. Wow. Mấy này để làm gì ta? À, nhà, mua nhà vậy. Phải nèo. Hello. Còn đi quy lại nữa gì ta? Chúng ta có thể... Cho nó nói chuyện kìa. Ok. Chả hiểu gì cả. Còn đi quy... nhỏ này là DJ. Hiểu rồi. Vừa vô tự nhiên quýnh lộn cái bị ông chùm mà gượt quá trời luôn, chả hiểu gì cả. Kara là ai? Đúng rồi. Phải, tại sao mình nói Kara nó lại không biết nhỉ? Ok, làm nhiệm vụ tiếp nè. Quá trời luôn nè. Làm gì vậy? Ok, làm nhiệm vụ của nhỏ này nè. Phải có mấy cái này mới làm được hả? Sao làm được ta? Rồi bà tìm ông này là bà muốn ông này làm hết nhiệm vụ là ổng sẽ cho bạn VIP và những chiếc xe siêu hiếm. Hiểu. Mấy cái này là nhiệm vụ gì đây? Ok, chào lại giáp nha. Quá trời nhiệm vụ luôn nè. Sao làm không được ta? Phải có mấy chiếc xe này mới làm được. Ok. Ok, làm thôi. Ok. Ủa? What? Sao làm được ta? Không hiểu anh em ơi.
Ui chả hiểu gì cả. Làm nhiệm vụ lên cấp mới được làm tiếp nữa nè. Lên cấp mới được làm nữa. Sao nãy giờ làm không được gì cả vậy? Nhỏ này sao đây? Mua giáp nè. Vậy đi. Kè à. Kế. Mấy nhiệm vụ phụ. Ngày sau. À né. Ôi. À nhiệm vụ này nó kêu mình né. Con mẹ nó, tại sao? Ôi bắn dữ vậy, bắn dữ vậy. Ai da. Đeo cho súng nhá. Ôi nó đeo cho súng nhá. Dạ. Được rồi mấy anh ơi. Được rồi. Dạ. Em biết lỗi rồi. Dạ. Có súng đâu bắn ơi. Ôi trời, quýnh lộn nữa kìa. Cái gì vậy? Dạ. What the hell? Mày. Từ từ nè. Má bắt tử rồi chị. Ôi dạ. À. Má chả hiểu gì hết. Đè mạnh cú đánh vô hả? Mình chả hiểu gì hết em ơi. Giờ sao ta? Làm mấy nhiệm vụ này khó quá. Này là gì nữa? Chip cúp lúp. Cái lúp của bà này vô đá phò. Vô đây làm gì đấy? Đánh mấy mày. Ok. Hiểu em ơi. Từ từ. Ôi, chạy. Ui chạy. Trời nó bắn kìa. Súng đâu? Đéo có súng. Ui nó bắn. Dạ đào. Dạ. Dạ cho em đi mấy anh. Dạ. Đéo mẹ làm nhiệm vụ mà đéo cho súng luôn là sao? Ôi chạy. Trời còn có miếng máu à, chết mẹ. Ấy dạ. Từ từ bơm máu cái. Từ từ để anh mua máu cái. Súng. Chi nãy giờ đéo có súng. Con mẹ. Ok. Có VIP mới mua được. Mua xe tăng luôn nè. Hay phải. Chạy đâu đây ta? À chạy được cái miệng một vàng này. Má chạy chắc chết luôn á. Đéo có xe hả ta? Cướp xe được không ta? Dạ. Ây u. U. U u u. U cho tao xe đi. Cho tao xe. Cảnh sát nó ngược kìa. Cảnh sát nó ngược. À chạy ra đây. Cướp xe nãy giờ mình tưởng nó cướp xe không được. Chạy ra đây.
What the hell? Nhiệm vụ thất bại. Thấy hơi ngu ngu rồi đó nha. Mình thấy mình hơi ngu ngu rồi đó các bạn à. Đây là gì nữa? Ok, làm lại nè. Cúp xe rồi chạy ra đó. À, hiểu rồi. Bỏ đi, bỏ qua đi. Ok, lại là đấm giết thằng này. À, hiểu. Cái ông mà... Cái ông mập mập chứ gì. Ok. Ok, giết thằng này. Dạ, đau đó. Lại đây. Lại lên núp khoảng thời gian này. Ok, từ từ nào. Ok, chạy ra, thoát. Ok, ám sát, nhiệm vụ là ám sát thằng này à. Chạy ra đây. Dạ. Ok, hiểu. Ok, cảnh sát. Cướp xe cảnh sát. Còn mẹ nó. Ok, cướp xe cảnh sát rồi chạy. Tính ga nào. Ok, cướp xe cảnh sát chạy. Dạ. À, chạy ra cái điểm vàng này là hoàn thành nhiệm vụ. Còn mẹ nó. Nãy giờ đéo hiểu. Thì ra là như vậy. Tránh gà. Ây da. Ai đù. À. Xe cảnh sát nhìn mượt vái. Lẽ nào. Xiết nào. Chạy ra ngoại ô này. Chạy đâu vậy? À nó đây nào. À nó đây. Đây gọi. Đúng rồi, hoàn thành nhiệm vụ. Được 20.000 luôn. Ok. À. À này là giết người đâu nè. Cái gì? Này là này phải có xe mới chạy được. Xe. Làm vụ này đéo được. Đéo được. Từ từ nào. Sao ta? Nhiệm vụ này nhiệm vụ gì? Này nữa. Quá trời luôn. Có xe rồi mới làm được. Ô vô đây giết mấy này. Mấy quân đội. Come on. Nó này kêu cái gì đây? Hả? Cái gì đây? Dạ. À giết mấy này. Chết đi. Thôi. Cán chích mẹ nó phải. Sao ta? Cán nữa. Ồ, cán nữa nó.
Ooh. Rồi làm gì vậy? Bạn sẽ giết tổng sống xong bạn sẽ nhận được phần thưởng là 10.000 đô và lại là sẽ được VIP. À hiểu. Má vô đây giết mấy thằng này, nhiệm vụ. Gọi. Thôi. Dạ. Còn mẹ mày. Nhắm chim bắn luôn này. Đâu nữa. Đâu nữa, ai dạ. Dạ. Ui giời, gì vậy? Lên xe nào. Đứng trên xe bắn. Ôi. Mấy thằng quân đội này. Chết đi. Dạ. Rồi xong. Ơi. Wow. Cái gì vậy? Chưa gì hết trơn, 5 sao luôn kìa. What the hell? Em đâu có làm cái gì đâu. Ui nhiều quá. Vậy cả Iman tiếp. Sao toàn là thằng này không ta? À. Junior, fan lại ta. Dịch đi các bạn. Dịch đi anh em. Nói cái gì vậy? Có một ngày nó sẽ phát vô vậy. Cho 1000 mấy mét luôn. Chạy theo đéo nào, chạy lại đây. Phải. Bắt cua đồ cái kiểu nào đéo. Ở đây đây. Kiếm chiếc xe mới được. Đi tới factory. Em chỉ mượn xe thôi mà tại sao lại có thằng tội vậy? What the hell? Nhiệm vụ đâu? Ủa? Ủa? Sao ta? À bỏ cái trạng thái bị truy nã ra mới được làm nhiệm vụ, phải cứt. À hiểu rồi bạn ơi, hèn chi.
Mình chỉ là mượn xe chạy một chút thôi mà bị một tội vậy. Phải, một hồi trả lại làm dữ vậy. Phan phan phan. Dạ dạ dạ. Đâu ta, đường này vô. Kệ kệ, đường nào ta, đường nào ta. Sao sao quá ta. À đây đây. 200 mét nữa sẽ tới. Ồ, cốt truyện là đánh ông trùm, ông trùm của cái thành phố này à. Ông này không phải tổng thống đâu, ông nói là cái gì đó. Cái gì ta? Đây rồi. Đù. Tập hợp những dân. Phải núp ở đây làm gì rồi? What the hell? Núp đây làm gì? Giết mấy này hả? Sao sao? Đây là gì? Sao sao đây? À giết mấy này. Ủa có con thằng một. Dạ dạ. Ôi 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 gì vậy? Ủa, ủa. Xong xong. Xong chưa xong chưa? Lấy gumbo hả? Ủa. Ganh ta gì đấy bạn? Mình có để tựa đề mà. À à à đây. Rồi chạy đâu? Chạy đâu? Phải cái chạy trốn cảnh sát à. À hiểu 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 hiểu. Dạ. Ôi ôi. Chạy đâu trốn cảnh sát cho tại. What the. Thôi thôi chạy 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 chạy. Ôi chạy 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 chạy. Cho em chạy đi chó. Thôi 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 thôi. Tròn đổ hoài luôn bạn ơi. Mẹ nó chốt chặn hết rồi. Dạ. Cái đâu giờ ta? Sao nhiệm vụ khó vậy? Vãi cướp chạy kìa. Má xe này là xe siêu nhân này. Chạy kìa. Ui giời ơi giời ơi. Đánh đập như vậy mà đéo có. Chưa thoát vòng đỏ nữa ta. Kìa. Ui, thôi thôi thôi. Sao 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 toàn vòng đỏ hoài vậy ta. Biết nào thoát đây. Xuống từng hầm chơi á. Ok ok. Núp mình núp ở tầng hầm đi. Các bạn chạy kinh khủng. Ô được rồi được rồi được rồi. À núp xuống tầng hầm là được à. Thành phố này nguy hiểm quá. Mà mình là cái thằng nguy hiểm nhất. Đây. Mày qua đây nè. Ừ, qua đây nè. Ha.
Phải không bạn chạy như là đó. Chạy chiếc xe không bao giờ bể luôn. Phải. Xe siêu nhân, xe của người dơ, Batman nữa. Rồi đụng nhân. Rồi. Con mẹ nó đụng đụng người cái là bị tội liền. What the hell? Giờ sao đây? Đi theo mình hoài luôn kìa. Ôi thôi. Má mày cảnh sát. Hai tội luôn rồi. Mẹ em chỉ em chỉ trả nhiệm vụ thôi mà. What the. Cảnh sát nó chỗ đó nữa rồi. Cái chết màu. Phải từ 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 từ. Xe bể, xe bể. Ok, ok, ok. Mà quay cái quảng cáo. À, điện cho thằng Iman. Ở đâu ta? Ở đây. Khó hiểu quá. Đây, đây rồi. Bạn biết cái tháp lớn không? Không biết mà. Mới tải về chơi thôi á. Undertainer ơi. À, đem xe lại cho mấy người này. Phải bà. Vui rồi. Lấy xe về cho bà này, phải. Phải lấy xe về cho bà này. Mấy bà này già mà găng thế kìa, chạy xe kìa, wow. Đi bán xe kiếm tiền á. Bãi ăn cướp về để đi bán xe kiếm tiền. Hai bãi. Bà già găng quá. Ok, mình hoàn thành. À, cướp chiếc xe. Cướp xe của thằng Phan. Đây là gì? Đây là gì vậy? Đây là gì ta? Chỗ này là cái chỗ gì vậy? Cái tháp X-Fan đó bạn, tìm cái tháp đó rồi thấy xong rồi bạn tới đó sẽ được siêu xe rồi bạn cướp liền. À, cướp rồi lại đây bán hả? À, hiểu hiểu hiểu. Mà nãy giờ mình chơi mình không hiểu cốt truyện của này là gì nhá. Mình chỉ làm nghịch nghịch lời lại với cái thằng kia thôi là nó. Giờ sao ta? Ồ, lại đó kiếm tiền vàng nhiều lắm. Chỗ nào bạn? Tháp X-Fan nữa. Chỗ nào ta? Bạn cái gái gì bạn? À, dạ 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 cho mày. Ủa nằm luôn rồi. Ủa chết luôn rồi. Phải.
Xe này được nè. Giờ đâu giờ ta? Coi nhảy nè anh em. Con mẹ nó. Rồi sao lên? Ê đứng lại, đứng lại. Giờ sao giờ ta? Cái dù á. Làm cái nhiệm vụ thì cảnh sát đưa xe đi. Này là gì đây? Phải có mấy cái chiếc xe này mới làm được. Bắt xe bà. Này là gì đây? Yeah. Giết 20 người. Quá dễ dàng. Giết người thì quá dễ dàng rồi, một thằng. Mày chạy đâu? Trời nó bắn lại kìa. Hai thằng. Ba thằng. Mấy con nhỏ này, con nhỏ DJ này nó ép vãi. Bốn thằng. Thằng nào vậy? Thằng nào vậy? Thằng nào vậy? Năm thằng. 6 thằng. 7 thằng. Giết người là quá đơn giản rồi. Ây da, 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 ây da. Phan 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 phan, hết máu, hết máu. Anh giết người mày, kêu anh giết 20 thằng quá đơn giản rồi. Mập à, chết hết đi. Ui trời, nó bắn trời, mấy thằng này bắn cái chục viên nó không chết. Đúng rồi, đúng rồi. Ngã đi, ngã đi, ngã xuống, ngã xuống. Ngã xuống, ngã xuống. Ai da, da má cầm súng thục không. Ai da, da đau đau. Trời mấy này mấy mập không vậy? Băng đảng mập à. Mập không luôn á. Hai con nhỏ DJ này bị mấy mập này canh. Mập không luôn á. Có toàn mập không vậy? Mới chơi à, sáu nòng ở đâu ra bạn? Có xuống sáu nòng còn đỡ. Mới chơi thôi, đang kiếm tiền. Mày mấy con nhỏ này nó bị điên cái gì, nó kêu mình giết, giết người. Phải cứt vô cái chỗ này giết người. Nó hẳn mấy mập hay gì ta. Mày nó bắn đảo á. Mấy con nhỏ DJ này. Mày bị mập địch. Bị mấy mập địch này làm gì mà hẳn mấy mày dữ ta. Mày đúng rồi, thật là vui. Phải cứt giết người mà nó nói vui. Yes, còn con Huy, con nhỏ con Huy. Ủa bắn đảo quá, bắn hết đạn luôn. Bắn đảo quá. Ôi gì vậy? Từ từ nào mấy anh mập. Wow.
This is the pool, yeah. Mà chỗ này sao toàn mập luôn như ta? Mày. Không tệ, giết người không tệ. Được không sao luôn. Hay đấy, phê vãi, hay đấy. Được đấy, bên đây cũng giết người nữa nè. Đây là gì ta? Đây bánh lộn nè. Cấp 8 mà lên cấp 9 nó mới được làm nhiệm vụ này nữa. Ok, mình làm gì vậy ta? Đây là vô chơi gái hả? Ồ, này nè, nhiệm vụ này. Ồ, mấy cái nhiệm vụ nè. Đây, cái nhà. Đây, mấy cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính. Sao ta? Có sân bay kìa. Đâu? Phê không? Phê. Không lẽ làm nhiệm vụ giết người nữa ta? Có sáu nòng luôn mới phê. Đây là gì vậy? Slim the Percy. Nghĩa là gì? À, lấy chục thăng nè anh em. Tuyệt đấy, tuyệt vời. Ok, gun 1. Hoàn thành một trong 3 gun sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Giờ mình đi đâu? Ô, nhảy dù. Thôi. Chết mồi. Nhảy sao trời? Quang từ từ. À đây. À. Ơi, đâu vậy? Chết mồi. Ôi. Còn mẹ nó. Chết luôn. Ừ. Cái nhà. Ngay chỗ màu trắng có mà gạch á, gạch chéo màu trắng nữa, chả hiểu lắm nha. Đâu ta? Ta này, nhiệm vụ này được này. Giờ sao đây? Hai em, hai. Đi không? Đúng rồi, show nó vô. Vô đây nè. Đi đâu vậy? Vô đây nè. Đi vô đây nè. Sao lì quá vậy? Vô đây bảo này. Đừng có sorry đó, vô đây. Vô đây. Vô. Con mẹ nó. Đeo vô. Coi thử mua được cái súng gì mới không ta. Cái súng ở đâu ta? Ở đây. Mua gậy nữa này. Súng này. 35.000 nữa. 34.000.
Không cây này mua được đâu. Thục. Thục mắt dữ ta. Sóc canh mắt dữ. Má nhỏ này lì quá à. Mày vô đây nè. Cục mẹ mày. Mày vô không? Anh kể nó quýnh lại luôn kìa. Thằng mập. Mập kìa. Con mập chạy kìa. Vãi. Tao không biết làm cái gì vậy. Nhỏ này được không? Đây được không? Vô em ơi. Vô đây. Sorry vậy. Đéo. Đây nhỏ này nè. Ui nhỏ này được này. Kiểu mì. Sao ta? Sao nó không vô theo mình ta? Vô. Đụng nó cái sao nó té ra không vậy? Ui nó không vô đây rồi. It's kill you. Gái không? Sao gái không vậy? Ui, trời tới sáng luôn, trời sáng rồi mấy em ơi. Đúng rồi, đứng đây đi. Nè, mập nè. Mập đất. Đi không? Ê, đi không? Tao nè, lên cướp xe nè. Ui, gái. Ê. Chết mẹ. Giờ sao ta? Chạy mới được. Giờ sao ta? Chả hiểu làm sao để cho lên cấp nữa. Ủa xe này là bị gì ta? Phải. Ở đâu ta? Wow. Siêu xe. Siêu xe. Ôi. Siêu xe đây rồi, gồng. Ôi. Con mẹ nó cái gì vậy? Rồi chiếc xe. Thôi đứng rồi. Sao lên được đây? What the hell? Chạy khó quá. Dạ, rồi. Thấy mẹ. Thôi mà mấy anh. Thấy mẹ, dạ. Mà. Dạ, thấy mẹ chết luôn. Chiếc xe khó chạy quá. Chơi ngu rồi. Má sao ngu quá ta. Này là gì ta? Ô giết người nữa hả? Ok. Chị ta nè.
Ủa sao làm nhiệm vụ này không được ta? Làm cho lên cấp đi. Mình không có xe. Ủa xe mắc quá. Sao mắc quá vậy? Ủa nè có xe nè. Ok. Yeah. Đụng, đụng. Má nhiệm vụ của mấy nhỏ này. Ôi đụng. Phải nhiệm vụ. Nhiệm vụ tao giết người, bắn lấy súng giết người rồi đụng. Nhiệm vụ đã phải. Má nhỏ nói bệnh hoạn quá. Trời nhảy kìa. Đụng đéo được, được. Mày nhảy nữa đi, nhảy nữa đi. Nhảy nữa đi, nhảy nữa đi. Trời mấy mập không, đụng mấy mập không nữa. Phải cứt mấy mập. Rất là vui, rất là vui. Phải cứt. Tôi rất là vui. Dạ. Đâu ra đâu ra. Chỗ này hết rồi. Còn nào đó. Sao đéo còn nào gì vậy? Đây, mập. 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 Mập đẹp. Ok ok ok. Ok mình xong cái này mình cũng nghỉ luôn rồi bạn ơi. Mẹ tụi nó đây. Ok ok. Nhỏ này bệnh hoạn quá. Toàn đục mấy mập không à. Mấy mập này làm gì nó mà đụng quá trời ta. Mấy chiếc xe bốc khối luôn. Không tệ. Ui được 90 mấy ngàn luôn. Thôi nghỉ 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 nha anh em. Like, share, subscribe nha. Anh em nhớ like, share, subscribe nha anh em. Trời này giờ đéo hiểu gì cả. Ok nghỉ. Tạm biệt.